chợ Gò Vấp, đường Nguyễn Văn Nghi hướng về Bà Chiểu nè quý vị. Giờ là trưa ngày 11 tháng 3 2017, nhiệt độ giờ khoảng 31 độ C quý vị, rất là nóng. Thì bên phải là khu bán gạo chợ Gò Vấp. Bán bún, bán trái cây, bán tạp hóa. Dòng đưa trong quý vị xem. Đây bên trong chợ Gò Vấp nhé. Đó, gì thấy chợ thấy phức thật không? Sao bu chê bán xoài, đồ ăn chay nè, bà hủ nè, hủ kỳ nè. Đó, quý vị nào ở khu vực Gò Vấp đi chợ với Hải Cao Minh nha. Rồi, bánh ít này. Rồi, đây là bán đồ nhựa, bán túi xách. Quay lại đầu chợ nha quý vị. Đó, quý vị xem giáp vòng cho đã. Đó, bán dừa xiêm 10.000 đồng trái. Uống mát đó quý vị. Tay trái là đường Quỳnh Phương An. Rồi mở Ba Định là muốn tôi quay đường Lê Lợi, tôi chạy ra phía sau để tìm. Đó, còn những cái nhà cổ, nhà xưa xen với nhà mới á. Mở Định ha, Mở Định thấy đó, nhà cũ á. Rồi hôm qua có nói trường đại học đây nè. Hay đại học công nghiệp nè cái gì. Rồi đấy mợ ơi, Nguyễn Văn Nghi với Lê Lợi nè. Giờ có cái tiệm KFC nè. Mọi thấy không? Nếu bán mật không rừng. Đây đầu đường Lê Lợi với Nguyễn Văn Nghi đó. Mà ngày xưa con nghĩ là Lê Quang Định á. Đi thẳng luôn là về Bà Chiểu á, còn quẹo trái là ra chợ Gò Vấp hồi nãy con mới quẹo qua, mợ nhớ không? Đó, đi ngã ba Lê Lợi với lại Nguyễn Văn Nghi, Lê Quang Định mở ha. Rồi, bây giờ con mới đi tìm số nhà. Đây là 2A Lê Lợi nè, phường 4, quận Gò Vấp. Nhà của mợ là 9/16. À,
để con tìm nha. Đây hiện giờ nó bán dược Lâm Đồng, bán đặc sản Đà Lạt, đặc sản Sóc Trăng, bánh bía mà. Từ vô nha bạn ơi, 9:16 ha. Wow, đây có trung tâm của Nga nè, hồ đắt lắm ạ. Mợ thích thì hồi con ra con kêu con dĩa con mời mợ á, ăn không được thì nhìn thấy đỡ ghiền. Đây mợ thấy đây có cái nhà cổ, cái chung cư. Cái hẻm này là hẻm số 1. Mọi nhớ không? Rồi, con tới số 9 nha. Đây có bán bánh cuốn, bún riêu, bún bò, bánh canh nè. Đây, chỗ tập thể hình mà, tập thể dục á. Wow, ở đây có cái trường học. Bây giờ là trường mầm non Hoa Lan. Đây có trường Hạnh Thông mà. Trường Hạnh Thông số 5 nè. Không biết chị Minh ngày xưa có học ở đây không? Đây có xe bà bánh bán nhiều chuối nướng, bánh chuối nè bạn. Bánh bò đó. Đây rất là ngon, mời mở nha. Ok. Quay không mua sợ người ta la. Đây hẻm số 9 xẹt 16 Lê Lợi, phường 4. Bên đây cái trường là số 5 rồi nè mà. Qua đây là số 15 à. Không lẽ cái nhà của mợ là người ta xây cái trường học? Chính xẹt 16 Lê Lợi, quên nhất. Tại vì bây giờ xây cái trường Hạnh Thông nè, Hạnh Thông. Em thấy địa chỉ là số 5 á. Vì số 9 nằm ở đâu? Qua đây là số 15 à. Số 13 là tới nhà người ta. Giờ số 5 tới số 13, vậy là số 7, số 9, số 11 là trường học đó mợ ơi. Rồi quẹo qua đây là đường, bây giờ là đường Nguyễn Văn Bảo nè mợ, phường 4 quận Gò Vấp nè. Mình như chị Minh nói bên phải là trường đại học công nghiệp nè. Không sao rồi, con sẽ quay lại để con quay kỹ. À coi nhừng, coi chừng cái nhà hẻm 7, 9, 11 là xây cái trường học đó mà. Rồi đây, mình thấy cái trường đại học công nghiệp nè. Wow. Mở thêm họ đạo Gò Vấp nè. Đây có trường trung học cơ sở Trường Sơn. Đó, ngoại nhớ nhà thờ này không? Đây, họ đạo Gò Vấp. À, rất là đẹp.
vẫn còn giữ như xưa. Đây văn phòng giáo xứ nè, trường mầm non tư thục Sao Mai. À, này của các sơ giữ nè, mở là hội dòng bến Thánh Giá Chợ Quán cộng đoàn Gò Vấp nè. Wow, bữa nay thứ bảy chủ nhật à, các sơ cho các bé nghỉ nè. Đây mình chạy vô trong cho mở xem cái nhà thờ ngày xưa nè. Sau nhà thờ đó, hội đạo Gò Vấp nha quý vị. Đối diện đó là Đại học Công nghiệp thành phố hiện nay đó. Rồi thôi tôi vòng lại để cho mở định xem cái 9-16 Lê Lợi bây giờ nó còn không. Đây là hẻm 41 nè. Đây hẻm 48 nè. Phải là ra Nguyễn Thái Sơn lại đó. À, đây có chùa Như Lai. Đây, Như Lai tự nè. Cõi lại rồi mà.
vòng ở đây là đường Phạm Văn Đồng rồi bà ơi. Bên kia là có miếu ông Địa đó. Là quẹo phải là về lại công viên Gia Định rồi. Đi ngược đường này là đi về Bình Triệu á. Ok, con sẽ quay lại nha mợ. Thanh Kiều, see you.